Em đang lượn qua trái. Cảm giác của anh như thế nào ạ? Cảm giác là chúng ta đang lao xuống đất. Rồi. Vậy là mình sẽ lượn qua lại bên phải anh. Rồi. Đây. Phía sau chân là buồng lái máy bay giả định, nơi đào tạo ra những phi công tương lai. Nhưng bây giờ thì du khách ở thành phố Hồ Chí Minh có thể đến và lái thử. Với kích thước buồng lái như thế này và những chân có thể tạo ra hiệu ứng rung lắc trong quá trình điều khiển bay. Nghe đồn là cảm giác thật lên đến 96%. Bây giờ thì Bảo Trân sẽ vào bên trong lái trực tiếp và kiểm chứng điều mình vừa nói. Trân đã đi máy bay rất là nhiều lần nhưng mà đây là lần đầu tiên Trân bước vào buồng lái như thế này và rất là hồi hộp để trải nghiệm cảm giác lái thử máy bay như thế nào. Và đồng hành cùng với Trân là anh Hải sẽ giúp Trân có thể có một chuyến bay thành công. Bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Hiện giờ là mình đang ở đường băng số 25 của sân bay Tân Sơn Nhất. Bên trái Trân có thể nhìn thấy nhà ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất ha. Thì sau khi cất cánh lên thì mình sẽ đưa Trân bay một vòng xoay quanh thành phố và ngắm được cảnh thành phố nó như thế nào. Tại vì cái hệ thống giả lập này nó không chỉ là giả lập buồng lái mà nó còn giả lập được địa hình, nó giả lập được rất là nhiều thứ, thì giúp cho người phi công có một cái trải nghiệm thực tế. Chắc đây là lần đầu tiên Trân được vào buồng lái đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái máy bay này á, đây là một cái hệ thống giả lập mà máy bay thực tế, thì mọi thứ ở trong buồng lái này nó đều được tính toán như là một cái máy bay ngoài đời thật sự. Thì bây giờ cái máy bay này mình đã cài đặt sẵn để cho nó sẵn sàng cho một cái chuyến bay có thể khởi động bất cứ lúc nào. Dạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẵn sàng thôi nào. Đúng rồi. Trong quá trình bay thì tay bên phải mình sẽ để ở đâu anh ạ? Tay em để lên đây nha. Dạ đây. Ok. À, đẩy lên đi. Đẩy lên. Thôi nhé nè. Rồi. Rồi, đủ rồi. Đẩy hai nấc anh ạ. Rồi, nhìn thẳng lên trước, nhìn thẳng lên trước nha. Máy bay đang di chuyển bánh. Ồ. Cứ nhìn thẳng ra thôi. Đó. Nó mang đến cho mình cảm giác như thật vậy anh ạ. Đúng rồi. Lao rất là nhanh luôn. Thì trên đường băng ở giữa đường tim nó có những cái đèn đường cho nên là nó hơi nhấp nhô một chút. Dạ. Thường thì mình ngồi ở phía sau máy bay thì chỉ nhìn được cái cảnh xung quanh qua cái ung cửa sổ thôi. Lần đầu tiên mình đang di chuyển lên phía trên. Bây giờ thì mình sẽ lượn qua bên trái. Đúng rồi. Ôi. Nhẹ thôi. Em nghe có một vài người là do quá háo hức là mình lượn nhiều quá là mình sẽ đụng vào nhà hoặc là rơi xuống biển. Bây giờ mình sẽ lượn để nhìn rõ hơn cái quang cảnh ở phía dưới. Mình nhìn vẫn rất là giống thực tế. Em muốn có một cái cảm giác mạnh hơn. Em muốn là mình đi vào cái vùng bão hoặc là trời mưa giông thì nó sẽ như thế nào ạ? Ok, we'll have it. Dave, yeah. Can you put the case up heavy turbulence? Anh ơi, cái cảm giác nó giống như là mình bị vướng ổ gà khi mà đi trên đường, ở đường bộ vậy á. Nó rung lắc dữ dội quá. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho Trân là một cái tính năng đặc biệt của máy bay này là máy bay có thể là tự động hạ cánh. Tức là người lái không cần làm gì hết, máy bay tự động hạ cánh. Nha. Chúng ta sắp bước tới, sắp hạ cánh tại sân bay Hồng Kông rồi. Hả? Em lượn qua một chút này đó, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, lượn qua phải. Dual input. Rồi, rồi. Còn 100 feet nữa là sẽ 50, bước xuống đường băng. Bắt đầu. 20, reach on. Dual input. Dual input. Oh. Ok. Chắc khi tung chân đã hạ cánh. Vậy là mình đã hoàn thành xong chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến sân bay Hồng Kông rồi phải không anh? Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Với sự hỗ trợ, với sự hướng dẫn của anh Hải thì em đã có một chuyến bay rất là thành công với chức danh là cơ chủ Bảo Trân.